Danh từ là những từ dùng để gọi tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm. Danh từ là một bộ phận của ngôn ngữ nên nó biến đổi và phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người. Cùng với động từ và tính từ, danh từ là một trong những từ loại quen thuộc trong tiếng Việt. Chúng ta tiếp xúc và sử dụng danh từ hàng ngày, trong mọi lĩnh vực của đời sống để giao tiếp và trao đổi thông tin. Một ví dụ về danh từ danh từ gọi tên các sự vật, bàn, ghế, bảng, phấn, máy tính, chuột, xe máy, xe đạp. Danh từ gọi tên các hiện tượng, sấm, chớp, mưa, gió, bão, trời, mây. Danh từ từ gọi tên các khái niệm, con người, thuật ngữ, bệnh án, báo cáo.